Kênh sáng tạo DJC xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà gáp một cái mạch điều khiển cho cây quạt nha. Cây quạt thường của mình thì thay vì bình thường là mình xài cái số nhắn hoặc là cây quạt treo tường, mình xài cái số giật ha. Hoặc là mình xài cái hệ thống giật để motor nó chuyển hướng cho cây quạt. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà đấu cái mạch điều khiển này vô nha. Cái mạch điều khiển này thì hồi trước mình lấy về bán nhưng mà nó đã hết hàng rồi các bạn. Thì hôm nay mình chỉ lấy mình lắp ráp để mình chia sẻ cho anh em cái cách mà lắp ráp thôi. Rồi hiện tại giờ thì hàng này không còn nữa, thành thử ra mình không có, hiện tại giờ không có bán nha, anh em đừng có hỏi mua nha. Thì ở đây là hôm nay mình chỉ chia sẻ thôi, chia sẻ cho anh em cái kỹ thuật lắp ráp cho cái bo mạch điều khiển vô cho cái cây quạt thường của mình. Đó, mình biến cây quạt thường mình thành cây quạt là điều khiển nha. Thì ở đây là mình lấy cái cuộn điện này nè, lấy cái motor quạt này nè, với cái motor đảo nè, mình lấy mình để nằm bên ngoài hết, có nghĩa là mình để chải nằm bên ngoài hết để mình chia sẻ cái cách đấu lần cho nó dễ hiểu hơn, chứ mình không có để vô cái quạt nha anh em. Thì bây giờ là cái mạch điều khiển này thì bữa hổm mình có mình bán là một bộ như nè, đây một bộ mạch điều khiển gì là nó là giá 65.000, nhưng mà hiện tại giờ hết hàng rồi thì mình chỉ lấy ra mình chia sẻ anh em gáp thôi. Thì cái mạch của nó là gồm có như này các bạn. Để mình lấy ra mình chia sẻ nha. Thì đây, ở đây là các bạn chú ý nè, ở đây thì nó có cái con mắt nè, con mắt này là cái con mắt để cho nó nhận cái tín hiệu của cái remote này nè. Đó, cho nhận tín hiệu remote này để cho nó điều khiển được cái quạt nha. Thì ở đây cái mạch này thì nó gồm nó có tổng cộng là 7 cái cháo bắt nha các bạn. Đây 7 cái cháo bắt để mình cho nó lấy nét cái các bạn. Nó cháo quá nó không lấy nét được nha các bạn. Đây thì ở đây là số 1 nha, đây là số 1, đây là số 2, đây là số 3. Nếu mình bắt số 1 vô đây, số 2 vô đây, số 3 vô đây. Còn cái cháu này mình bắt cái motor đảo vô đây. Còn hai cái cháu ở phía dưới này mình bắt cái điện 220 vô hai cháu dưới này. Còn cái cháu ở trên này là chúng ta bắt cái mối điện chung của motor đảo và cho chạy vô đây nha. Rồi bây giờ mình tiến hành bắt vô nha các bạn. Thì ở đây cái quạt chúng ta nó có 5 dây. À, cái quạt chúng ta có 5 dây nha. Bây giờ mình nói xuống có 5 dây đi. Thì mình chưa đấu cái cục tụ vô nha các bạn. Thì 5 giây thì mình phân biệt cái nè, là nó có 3 cái dây số, chúng ta cứ nắm 3 dây số ở đây. Đây là 3 dây số nè các bạn, dây xanh 1 nè, dây màu xanh là dây số 1, dây màu vàng là dây số 2, và dây trắng này là dây số 3. Đó, thì để mình hạ cái máy quay xuống chút xíu các bạn. Ra đây mình đã hạ cái máy quay sát xuống rồi, thì đây nè mình nói lại cho các bạn xem. Dây xanh này là dây số 1 nè, dây vàng là dây số 2, dây trắng dây số 3. Còn cái dây hồng này nè, dây hồng này nè, tại cái màu này nó bị lợt nha các bạn. Dây hồng này là dây đề, còn dây xám này là dây chạy nha. Thì 5 dây này thì các bạn chú ý các bạn cứ kiếm được 3 cái dây số cho mình. À, chúng ta lấy 3 dây số nè. À, xanh 1, vàng 2, trắng 3 nha. Thì 3 dây số này chúng ta bắt trước vô cái dòng mạch trước nha. Đây để mình ngoài là mình bẻ gọn gàng lên nha các bạn. Đây chúng ta bẻ sao cho nó gọn gàng như nè. Đó. Thì bây giờ mình bắt vô số trước nha. Lấy cái vít thử điện rồi mình dặn ra. Đó, mình dặn cái mạch này ra nha các bạn. Đây, chúng ta bắt vô ba mạch này, ba số này trước nè. Đây. Cái số xanh nè, chúng ta bắt cái dây màu xanh nè, chúng ta bắt vô cái số 1 trước nè các bạn. Đó, mình bắt vô số 1 trước nha. Rồi bắt dặn vô. Mình chia sẻ cho các bạn trực tiếp tại đây. Để mai mốt mình có hàng này về thì mình có bán thì các bạn xem thí dụ các bạn muốn gáp thì bạn nào mà không biết gáp thì cứ vô lại cái kênh của mình xem lại cái cách gáp rồi tự gáp nha các bạn. Đây số 2 là chúng ta lấy cái dây vàng, dây số 2 nè, chúng ta cho vô số 2 nha. Đó. Đây dây số 2 là chúng ta bắt vô đây nha các bạn, dây vàng nè. Đó, dây vàng là dây số 2 nha. Đó. Đây dây số 2 nè các bạn. À, cái số 2 đây nè, rồi chúng ta bắt cái dây vàng vô. Rất là đơn giản nha các bạn. Rồi bây giờ cái dây số 3, dây màu trắng chúng ta cho vô cháu này nha. À, vô cái cháu số 3 nè. Đó, bây giờ mình dặn cái cháu số 3 ra. Đó, rồi chúng ta gắn cái dây số 3, là dây này dây màu trắng nè các bạn, dây màu trắng nè. Chúng ta nhét vào. Đó, xong chúng ta dặn lại. Mình đưa cái cuộn điện ra ngoài đặng cho anh em nhìn thấy dây cho nó dễ nha anh em, chứ mình không có gáp phía trong nha, mình không có lấy nguyên cái cây quạt mình gáp, lấy nguyên cái gà quạt gáp thì nó che bít bụng mình, thử ra khó lắm. Rồi ở đây là chúng ta có một cái motor đảo đây các bạn,
Ở đây chúng ta có một cái motor đảo nha. Motor đảo thì nó có hai dây, nó xuống hai dây nha. Đây chúng ta có xuống hai dây nè. Thì giờ chúng ta lấy cái dây trắng nè. Dây trắng hoặc dây đen cũng được nha, nhưng mà mình lấy dây trắng mình câu đây nha. Các bạn lấy dây trắng hoặc dây đen đưa vô được nha. À, dây trắng cũng được mà dây đen đưa vô cũng được nha. Thì cái chấu còn lại nè các bạn. Cái chấu còn lại của cái mạch này nè là nó có cái ký hiệu SVDP nè. Hay nó có ký hiệu SVDP nè, các bạn thấy rõ không? Thì chúng ta lấy bắt vô đây, bắt một cái mối motor đảo vô đây nha. Đây một cọng dây motor đảo nè, cọng dây motor đảo nè các bạn. Chúng ta bắt vô. Đó, chúng ta bắt vô dặn lại. Đó, đây cái cọng dây này cọng dây của motor đảo nha các bạn. Đây mình lấy cho các bạn xem này. Một cọng dây của motor đảo nè. Đó, rất là đơn giản nha. Rồi, cuối cùng là chúng ta còn một cái còn lại của cái quạt, còn lại hai dây nè các bạn. Thì chúng ta lấy cái cục tụ nha, cục tụ nè. Rồi chúng ta còn dây đỏ với dây hồng với dây xám nè, là dây chạy với dây đề nè. Thì chúng ta lấy cục tụ nè các bạn, chúng ta bắt cái dây đỏ vô cái dây hồng nè, vô một mối ca ba nha. Mối ca ba này có nhiều bạn họ thắc mắc là hai mối này vô ca ba rồi có bắt cho mạch hay không. Thì mình chia sẻ luôn, thì một mối bắt vô cái mối hồng này nè, chúng ta bắt vô cái cục ca ba, chúng ta băng, chúng ta bỏ một bên nha, không có câu dây mạch nha các bạn. Đó, chúng ta băng lại này, chúng ta đút ống gen lại nè, cách điện nè, bỏ một bên nè. Rồi còn có mối xám này, chúng ta bắt vô cái mối xám này là mối chạy nè các bạn, chúng ta bắt vô cái cục ca ba nha. Đây chúng ta bắt vô cái cục ca ba nè, đó, ngoài vô cục ca ba đó, các bạn thấy rõ không, ngoài vô cục ca ba đó, cái mối xám ngoài vô cục ca ba nè. Đó, rồi còn cái motor đảo nè các bạn, còn một cọng dây đen nè, chúng ta ngoài vô chung cái mối xám luôn nha, chúng ta ngoài chung với cái mối xám này luôn nè, chúng ta ngoài chung với cái mối xám này các bạn, ngoài chung vô đó, ngoài chung vào. Rồi chúng ta cắt cho nó gọn lại chút xíu nha, cắt cho nó gọn lại chút xíu. Rồi đây tổng cộng là cái dây xám này nè, là nó có một mối ca ba nè, một mối của cái motor đảo nè các bạn. Motor đảo này hồi nãy một mối chúng ta bắt vô đây rồi, thì bây giờ chúng ta bắt cộng dây motor đảo với dây chạy dây xám của cuộn điện quạt nè, chúng ta bắt chung vô với cục mối ca ba. Và ở đây nè các bạn chú ý bên cái chấu này, mình chấu này chúng ta có ba chấu nè, hai chấu phía dưới này nè, hai chấu phía dưới này nè, một chấu nè, hai chấu phía dưới này là chúng ta hồi cấp điện 220 vô đây, còn cái chấu trên đây là chúng ta cho cái mối dây xám nè, dây xám với dây ca ba với dây của thằng motor đảo là chúng ta cấp chung vô nó nha. Chúng ta nhét vô đây để mình dặn ra nha. Rồi bây giờ chúng ta nhét vào đây đó, nhét vào. Rồi chúng ta dặn vô nha các bạn, để mình dặn vô xong rồi mình đưa cho các bạn xem. Rồi đây các bạn đó, rồi đây các bạn xem rõ lại nè, đây đó cái dây của quạt nè, 5 dây nè, chúng ta đã có một dây vô ca ba nè, một dây vô ca ba chúng ta bỏ một bên nè, đó còn cái dây xám mà chúng ta đấu vô ca ba luôn nè, rồi chúng ta đấu vô một cái mối của motor đảo nè các bạn. Mối motor đảo là chúng ta cho cái chấu điện trên cùng nè, các bạn thấy rõ không, cho vô cái chấu điện trên cùng. Còn hai cái chấu này hồi chúng ta bắt vô điện 220 nha, còn bên đây là ba số nè các bạn, xanh 1, vàng 2, trắng 3, chúng ta bắt vô ba chấu đây. Còn cái dây trắng này là dây của cái motor đảo các bạn, đây một mối dây của motor đảo nè, chúng ta bắt vô cái chấu này đó. Như vậy là rất đơn giản nha các bạn. Rồi bây giờ còn hai cái chấu này chúng ta chuẩn bị bắt cái mối điện 220 vô nha. Đây cái cọng dây điện 220 đây, dây điện này hồi dây điện nguồn nữa các bạn, mình cho vô đây nha. Đây chúng ta cho vô đây, để mình ngoài để vô cho nó gọn gọn nha các bạn. Cái này nó chúng ta khi mà chúng ta bắt vô cái mạch đó chúng ta phải làm cho nó gọn, chứ không để thôi nó lú với đồng là nó dễ chạm qua nhau lắm nha. Đây chúng ta nhét vào. Đó chúng ta nhét vào một mối nha, còn mối bên đây. Đó mối bên đây nè, chúng ta nhét cho luôn nha. Cái này nó bự quá, chúng ta cắt bớt nha các bạn. Đó, nhét vào.
Rồi chúng ta nhé, hai mẫu điện 220 vô đây nha các bạn. Xong rồi đó. Rồi các bạn xem nè. Rồi chúng ta đã bắt vô xong hết rồi. Rồi các bạn chú ý nha, khi bắt chúng ta đừng có để cho lưu dây đồng này lún chạm nhau nha. Rồi xong nha các bạn. Rồi các bạn chú ý nè, cái con mắt này nè. Chỗ cái con mắt này nè các bạn nhớ nha, khi mà gáp vô cái mạch này vô cái thân quạt á thì chúng ta phải đưa cái con mắt này nha, khoan cái lỗ chúng ta đưa cái con mắt này ra ngoài để cho nó nhận tín hiệu nha các bạn. Rồi bây giờ mình cắm điện thử cho các bạn xem nha. Rồi cái dây này dây nguồn nha, chúng ta cắm vô điện thử nha. Rồi mình để lên đây, mình cho nó cắm vô điện thử nè. Rồi bây giờ mình cắm điện nha các bạn, cắm điện thử nha. Khoan, cái này là mình hiện tại giờ là mình chưa có bật cầu dao luôn nha, mình để ở đây trước nha các bạn. Rồi cái remote này nè, thì chúng ta cho hai cục pin vô nha, hai pin tiểu nè. Đây, hai pin tiểu chúng ta để vô. Đó, nhét vô. Đó, rất là đơn giản nha các bạn. Rồi xong, hai cái remote này là cái remote này là chúng ta đã xong rồi các bạn. Đó. Thì cái nút đầu tiên này là nút on nè, nút on để cho chúng ta mở cái quạt chạy nè. Rồi mình đưa cái quạt, đưa cái cuộn điện cái bên cho các bạn xem lần cho dễ chút xíu nha. Này các bạn chú ý cái cốt này hồi nó chạy là các bạn biết nha. Còn cái motor đảo này nè, các bạn chú ý là mình nhấn là nó có thể nó chuyển hướng được nha. Đây, bây giờ mình bật cầu dao nha các bạn. Đó, bật cầu dao lên là nó kêu cái tiết nha. Thì bây giờ chúng ta nhấn cái on nè, nhấn nút on nè, thử coi nó chạy không nha. Này nhấn on nè. Đó, các bạn nó chạy rồi, các bạn thấy rõ không? Thì chúng ta muốn cho nó số 2. À, cái này là cái số 1 nè các bạn. À, chúng ta nhấn cái nữa là chạy số 2 nè. Nè nhấn cái nữa nè. Đó, là mạnh hơn nè các bạn. Nó mạnh hơn nè. Đó, nó mạnh hơn nè. Nhấn cái nữa là số 3 nha. Đó, nhấn nữa là số 3 đó các bạn. Đó, chạy mạnh luôn nè. Và nếu mà chúng ta nhấn cái nữa là nhấn lại là nó lại số 1 nha. Còn bình thường nếu mà chúng ta không xài nữa thì chúng ta tắt, nhấn nút đỏ là tắt nè. Đó, các bạn thấy rõ không? Bây giờ chúng ta nhấn điều khiển lại nè, số 1 nè. Đó. Rồi cái này là hẹn giờ nha, mình không có hẹn giờ mà cái này là nó không có mạch hiển thị, thành thử ra chúng ta không có xài hẹn giờ nha các bạn, với lại nó không có đèn hiển thị, thành thử ra chúng ta không có nắm rõ cái giờ của nó đó. Rồi bây giờ để mình nhấn cái nút setting nè. À, cái nút này nè, nút này là nút chuyển hướng nè các bạn chú ý cái motor đảo nha, chúng ta nhấn này cái nha. Đó, nó chuyển hướng rồi các bạn thấy rõ không nè, cái này nó xoay nè. Đó, nó xoay vậy là có nghĩa là nó chuyển hướng tốt rồi đó các bạn. Đó, nó chuyển hướng tốt rồi các bạn thấy rõ không? Đó, nó đã chuyển hướng tốt rồi, chúng ta nhấn cái là nó dừng lại nè. Đó, nhấn cái nó chuyển hướng nè. Đó. Đó, các bạn thấy rõ cái cách gáp này rất là đơn giản nha, mình chia sẻ cho các bạn gáp rồi các bạn tự mua cái mạch về thì chúng ta tự gáp nhà máy móc, mà thí dụ mình có mạch về mình bán thì các bạn mua về các bạn coi theo cái sơ đồ của mình gáp nè, mình chia sẻ cho đây thì rất là dễ gáp nha. Rồi hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà gáp mạch điều khiển cho quạt đến đây là xong. Rồi bạn nào mà xem kênh mình mà nếu mà thấy có hay thì nhớ chia sẻ và ủng hộ cho mình nha. Còn bạn nào chưa đăng ký thì nhớ nhấn vô cái chữ đăng ký màu đỏ rồi nhấn cái chuông để nhận được cái thông báo mình ra cái video mới để các bạn nó thông báo tới cho các bạn xem nha các bạn. Rồi thôi bây giờ xin chào tạm biệt các bạn nha.